dễ đâu nha. Mà sao lịch 71 nha cả nhà. Nhưng mà design vẽ gì thì chưa có biết. Vừa tiền vừa ăn nữa. Gì? Tiền làm gì? Màu xịt một em 71 là màu thần thánh của mình đó. Bỏ tí xíu nữa. Nó lên hơi nhỏ. Cái khúc nối đó mình làm nó lúc nào nó cũng dày tí xíu, nó không có bị gãy nha. Chào cả nhà. Chị Trang. Chị Trang hôm nay có đi làm không? Chị chắc đi. Mùa này thì chị có màu đen làm nhiều. Nhưng mà hôm nay mình không có đắp. Giờ mình không có đắp màu đen nhưng mình sẽ vẽ màu đen. Lát nữa vẽ bằng mấy cây cọ của mình thử xem. Obviously, he heard that from like Kay or something, or what? Yes, I need to make an appointment with Alex for tomorrow. What new? Solid. Weirdo. Oh, 71. Well, I just know that she hit up Tay because I woke up and I like got this screenshot message, whatever, and she was like,
I never said this and this and this, which is weird because I can't remember I told you Tate said that she was like making it sound like you guys were together and all this shit. And, I got you down. Take the long case. No, I'm not trying to fuck with you if that's the case, like yada yada. And then, yeah, so Tate, I guess she sent Tate this special, a message saying like, oh, I do your nails and I never once said anything about you or my baby daddy or your friend. Yada yada yada. I'm not fucking around. I just don't understand why she's like going that way. He wasn't even there, so I don't understand why she's like being weird. I've seen him for the first time in maybe like. Lee nhận đồ chưa Lee? What? He said that in front of everybody? Cái mày váy món này người ta khách ưa lắm. Làm gì cũng đẹp hết. Làm với tóc màu nào cũng đẹp. Làm ombre. Ombre màu đen, màu trắng, màu gì lên cũng đẹp hết. Dễ đắp. I'm dead. Yeah, I can't with him. I don't like him. I never have. Like, I'll be nice to him, but I'm not his friend. Like, literally, I see him this weekend, and I just, like, he just, like, you know, did a lot. Like, I don't know why. So that's why I'm like, he has no reason to be, like. Be careful. Okay. Yeah. Hi, chị Thu Liên. I don't know. I don't like it though. It's too much drama. I'm just like, it's so weird. It's all the time. This is all your fault. It is not my fault. It's definitely yours. Don't say that. It's crazy how you have another normal job and I'm not your daddy job. Oh my god. Sad. I thought I'd be going through hell and shit in your kitchen. Tom is a bitch. Hi, chị Thu Liên. Oh no, I'm going through all this drama and money to do with you. Is that crazy? Really? What do you got right now? Only if I call you. Alright. Hi, chị An. Well, I mean, look what you did. You have a baby on me, so. Or Ethan. Hey, well, if you want to go out to lunch or something this week, mahala. I'm just getting my nails done right now. But I think I'm gonna be free this week because baby girl's supposed to go with her grandma. So if you wanna do something with me, I'll be free Friday. Friday. Gần đi em quay không? Đi em quay á. Đi em quay á. Đi em quay á.
Hai chị Ngọc Bích. Thank you, Lisa. Yeah, bột màu. Quay lại đầu mình khác. Thì mình bào mỏng xuống ra một chút. Mình bào mỏng xuống, mình đắp màu khác lên thôi. Mình bào cái màu này ra rồi mình đắp cái màu khác vô. Nếu mà màu đậm á, thì mình trước khi mình đắp màu đậm á, màu này thì màu nude thì mình không có cần phải lót clear ở dưới, nhưng mà khi mình làm màu đậm thì mình sẽ lót clear ở dưới, lót màu clear ở dưới trước khi mình đắp màu lên. Thì khi mà khách nó quay trở lại nó đòi mình thay màu á, thì mình vào xuống, mình vào hết xuống thì mình đắp lên lại từ đầu thôi. Bây giờ khách thích làm một màu nhiều hơn. Nhiều khách thích làm một màu ấy, tại vì một màu mình làm design dễ hơn, nhiều cái design dễ làm. Và ra một màu ra nó sắc sảo hơn. Ví dụ như làm treo nhiều lúc đó, mình sơn lên nó bị không khéo, nó sẽ bị mất cái shape. Nhưng mà một màu xong là xong luôn. Một chị bỏ thuốc khuất nữa thôi. Mà nó giữ cũng lâu nữa. Tại mình tính giá cái tiệm của chị là gì nè. Có chỗ thì ta tính rẻ. Khi mà quay trở lại mình bào gì thì lại tính rẻ hơn tí xíu. Tính rẻ hơn full set một chút. Có chỗ thì người ta tính bào. Có chỗ thì tính, nhưng mà tiệm của chị đang làm á là full set, có phần như vậy á, full set mà làm có phần như vậy là tính là 60 đồng cho một bộ, nhưng mà quay trở lại bào xuống để làm cái màu mới á, thì tính 50. Rồi nếu mà người ta đổi shape thì mình tính thêm tiền. Nếu mà cái móng dài thì mình cũng tính thêm tiền dài. Như vậy đó. Giống nhiều cái khách đó, nhiều khách người ta. Mà đa số tiệm là làm quay trở lại làm gì là tính thường rẻ hơn là làm new set, cho nên nhiều khách người ta không có muốn trả tiền nhiều cho cái new set, thì người ta mình bào xuống mình làm cho họ, mà không thì mình tháo ra mình dài quá, mình tháo ra mình làm mới cũng được. Tại nó đi nhớ gọi anh phải 20 thôi cho đi. Không có gì anh. Và
bây giờ khách làm bột màu nhiều lắm, màu lại làm nhanh hơn là làm khỏi cái mình làm xong khỏi cái phần sơn, mất hết thời gian sơn, không có tốn thời gian sơn treo lên, nhưng mà nhiều lúc sơn á nhiều cái màu nó cực, hay là mình sơn mình bị mất sét da, nó không được sắc sảo như làm màu. Ok. Dùng mấy cái đầu phá em, mình có cái đầu phá giống gì nè, bào lẹ lắm, cái răng to này nè mình bào nhanh lắm. Chị làm bào cũng nhiều lắm, tí xíu là xong 10 ngón, nhiều lúc chị dài là móng dài như vậy luôn. Mình đừng có xài cái cũ, mình đừng giống như mình cảm thấy nó lục lục mình bỏ, mình xài cái mới. Chứ còn mình xài cái cũ á, mình đè nhiều lúc nó dễ bị nóng tay khách. Mình xài cái mới á, bén bén cũng không có ít bị hơn. Đừng có dũa sát cái móng tay quá. Mình có thể chừa lại bột cũ, nhiều lúc nhiều cái màu nó đậm thì mình bỏ cái clear trước. Thì mình vũa tới lớp clear đó thôi, mình không có vũa tới móng như của khách. Hai đứa đóng phim Hàn Quốc rồi chị. Đâu? Trước mặt kìa. Chị Han. Bộ Hàn Quốc là đóng vậy mà. Tình lãng mạn rồi. Ôm hôn hít đồ. Nghe chứ mày nghĩ hồn chi. Dạ, cuối cùng là mà lấy cái set Halloween đó phải không? Mày đem. Ừ. Ê, hôm nay không có hả? Tao có đem theo một chí. Cái set đó là làm nhiều. Mới để đây, mới để tiệm set nè. Chị đem đi, mai em ghé tiệm lấy. Ừ. Nhớ nha. Cha. Mai ngày nghỉ em lên không có bóp đít nữa. Tán cả giờ. Nó hiểu không cười. Hiểu tiếng Việt luôn. Should get him. You understand? Tào lao. Đang like nói chuyện bậy bạ. Nice color. Mm-hmm. I do this color last. Every time. Bá đạo. Gì bá đạo chị? Gì bá đạo chị Trang? Hả chị? À. Rồi lên nè. Nó mịn. cái đó nó mướt á, cũng do là nhiều lúc mình hút á, do cái cọ của mình á. Nhiều cái cọ nó bị dính bột cái đó đâu, nó xù lên. Làm sao mà nó bậy bạ nó giả mỏ. Ừ. Nguyễn mừng rồi.
Nè, nhỏ, khổng. Ừ, đây. Lai chim vậy đó. Tôi bắt bà hết rồi, đuổi. Mấy bóng băng băng này mặt quá. Trai là tin tức. Em trai nào? Em trai nào hả? Trai đâu trai gì? Gái nó dơi. Thân xác một đàn ông, tâm hồn một con gái. Phụ nữ đó chị. Bởi vậy nó mới nói vậy. Cái đàn ông ai nói kiểu đó. Ai nói mà mất lịch sự vậy. Ừ. Đàn ông đứng đắn thì đâu có nói vậy. Khói bất chết sợ sợ. Thì tà lan. Thế cho chị làm ăn. Mày vậy. Ở ngoài sao được phô. Sao là khen chị Trang ra là chị Trang sẵn luôn. Giết chị Trang. Nhỏ hổng lắm chị ơi. Đây nhìn như trôi trôi không. Nhìn hổng lắm. Bạn nha. Trên sóng truyền hình bớt bóc phốt nha. Mai trong đây có trai, gái trong thôi. Chị thích xài cây cây này nhất. Cây dẻo này nè. Ở đây tiệm em nó rất là yên tĩnh. You speak Spanish? No. I sure. You need translate. Why is everybody understanding? Yeah, yes. Somebody. Yeah, you better learn too. Where Caribbean, USA, para. Cho mình hỏi. Đang dùng đào vào sai. Đào này ha, đồ vũ này sai mờ nhé. Cái đào này là cái đào mình chịu nhất trong tất cả các đào. Mình thích sát cho trong khi cồ cho nó sạch vậy luôn. Cho nó nằm xuống nó không có bị mất. Nó không có gì bị mất bộ. Mình thích sát vô trong đây. Để cái vũ nó nằm xuống nó sát tròn. Nó tự nhiên. Chứ trong khi cồ nó không có bị cao lên. Mà dũa nó đi bột mà nó mịn. Còn nhiều dũa nó đi bột nhưng nó không có được mịn, nó có sớ thì nó không có đẹp. Nhiều lúc cái này dũa xong cần bóp vào cũng được nữa. Nó mịn lắm. Nó mịn mà nó đi nó chạy bột vậy lắm. Nó văng bột á. Còn nhiều cái nó mịn mà nó dính bột vô trong cái thân á là không có dứt. Nhưng mà mình thử nhiều, mình thấy cái cây này là ngon nhất. Cây dũa này là ngon nhất. Mọi người mà thấy mà thử đi biết nha. Dũa này rất là ngon. M F thì nó mịn. Nhưng mà nhiều lúc nó cây bột á, F cũng good. Nhưng mà nhiều cái bột nhiều lúc nó dính vô cái thân á, mình không có thích lắm. Nhưng cái cây này thì nó không có dính trong bột vô trong cái thân dũa. Trang hôm nay làm gì? Mà em rất là yên tĩnh hôm nay luôn á. Sáng cái
cái điện thoại nó bị hư nữa, không có lấy một phone nữa. Đáng quá trời lắm. Lái xe hả? Đi đâu vậy? Đi một mình hả chị? Đồ làm nhiều lúc chẳng biết design gì luôn á. Đang order cái dũa nhỏ sáng là bộ Halloween. Mình thôi, hai mình thôi. Sao vậy? Came out you? I just have an appointment for a full dip. Yes. Okay, wash your hand. What was that? Oh, wash. Vipa, is it? Ai vậy chị Ngân? Bữa nay em bận. Em bữa nay hả? Để em coi ở đây. Cũng 7-8 người vậy. Nhưng mà có người cancel rồi. You have appointment with somebody? What was that? With somebody here? Yeah, I just called in like 20 minutes ago.
Okay, wash your hand. Turn yon done. Hôm nay đây có cái nào gì mình lấy kia cái này ra mình vẽ thử à. Xài cái bột cọ mới thử đây nè, ở đây là nó có sống được chứ, sống được hả? Nói cái cây này đi, cây này ha, nó có 6 cây, cái cây nào là nó có 2 đầu nè, để mình vẽ cái line, mình vẽ cái line mình đồ lên nha. Đầu nhỏ thì để mình vẽ cái khác. Do you think maybe we should be one like checker? What? Like the checker? Which? Oh, no, it's here. Like you see how the checker is like this? You want like that? Maybe one like that and then the rest flames. Oh, you want this side black and this side black look better? Oh, no, I don't think that would look good, honestly. I don't know if it might look weird. This one you'd want fine first. Thường ít có xài cái cọ này lắm, dần cái kia không à. You have appointment? Yes, I'm going with you at 2. It's with Tammy. Huh? With Tammy, yes. Right? Okay, wash your hand first. Okay. Oh. Huh? Oh. Ừ rồi. Cách thân mì. Cái gói bát đồ lên chút xíu nữa. Mình đậm đậm chút. Okay.
Good. Mm-hmm. Yes. You want how is many? Is it on the lights now? Yes. Này là gì? Painting gel hả? Painting gel. Painting gel. Nguyễn Bình Minh, Liên Mai, Sandy, Simperson. Lửa hả? Lửa. Nữa, nữa. Nữa, nữa, nữa. Bác cười cái ông kia, ông lên Facebook, ông cũng nói trên là, trên là. Ông cười lắm. Ông nào? Ông kia đó. Nó bị nôn ra máu. Vô vô bệnh viện ấy, chết mẹ nôn ra máu. Ông đâu có chỉ được đâu, nó chuyển lên cấp trên. Không, nôn ra máu. Làm gián được không này? Ông nói luôn được máu mà nói nó cái kia máu không ở đây không có chị phải đưa lên cấp tiếng chờ không đặt cái bút chị mỏng của chị mỏng lớn không ấy mấy bà sồn sồn ngồi cười quá khói cười đi ông nói tự nhiên sao ông nói gì thì ông nói chuyện ở với lờ đó có thành phố thì nó không bị nhưng mà vùng quê bị chứ okay. This one? Yeah. Okay. Sao mình vẽ mình quá nữa. Cái này có nhiều chưa? Người ta coi thôi đầu là đọc đẹp mượn coi làm ghê quá. Men theo mì đúng men nữa đúng thần thánh của thần thánh thôi 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 không phải mẹ rồi, mẹ đi chỗ khác giùm con trời ơi sao mà có những cái đường nó cong nó mềm mại giống như theo mì ta đẹp hơn dán mà mày mà nói gì á dán có cửa đó không okay. Không có lệ hấu khách không có cái hình dán nào mà đẹp đến mức này luôn con lại mẹ đi chỗ khác giùm con cái trời con này ngưỡng mộ quá đi này sao lại sao ngưỡng mộ này mẹ mẹ nghe phone kìa mẹ hello mẹ. Hey, xin mời hai đứa chơi đây. Nào, cũng ngon nào. Con mẹ. Đâu. Để nó tại sao súng răng. Okay, I just write down for you. That's 6:30 for tea, can you get? Okay. Can you just phone number? Có bộ cọ này đó nha. Thằng Thánh đó nha. Cọ bữa bán anh không? Ừ. Anh đi về nhà để anh thực tập rồi. Tại sao mà em về nhà? Để anh nhà thực tập, tối hai chồng thực tập. Bữa tôi có treo con biết để đâu rồi ta. Kỳ lâu mua của có gì con MC đó. Ừ.
How many finger you want? I think we should do the middle one more, and then this one we could do like the sideways one. I don't know, which one do you think? Okay. Look at my mat. Which one do you think? Do you think we should do like the pinky, or should I do like three here? Pinky. Pinky, okay. On this one, let's do the like half side. Okay. Flat. Half side, this one. One side like that. Mm-hmm. Like from the tip, not like too far back, but like. Where is that? Mm-hmm. I think like that. Better. Yeah. I do. The half side like that? Yeah, the fire. Okay. Yeah, let's just do that.
the fryer? I think, yeah, just the fryer. Just fry that? Or you wanted that? Okay, yeah, two of those. Two of those. Cậu vẽ đẹp thế em. Anh Vinh. Cái gì? Cái đâu? Dạ. Yeah. Ok, inside. Cậu vẽ mới tiễn nguyên bộ gì? Vẽ vi rồi đó, vẽ vi line này kia, mình tô sẵn một đường trước, tô lên thôi. Đen à? Đen, tiếp đen. Chết máy luôn à.
What design you want? What design you want? Okay. Okay. Let me see. Okay, how much are you? Where your daughter? She's at school. How much are you telling me? Okay, let me see. Yeah, I just got that. Yeah. Okay, bye bye mọi người, chút xíu mình vô lại nha.